Tại sao một loạt cuộc ám sát Putin đều thất bại thảm hại? Rốt cuộc lá chắn của Putin có sức mạnh gì? Tổng thống Nga Vladimir Putin có bao nhiêu người tính tin đồn? Sức hút của ông nằm ở cái gì? Hành trình từ cậu bé nghèo tới ông chủ điện Kremlin khác một trời một vực so với các vị tổng thống khác. Cuối cùng, Kim Jong-un cũng được Putin tặng hẳn siêu xe chuyên dành cho tổng thống, đính chính lại tin đồn rạn nứt. Vậy vị tổng thống nước này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, cuộc đời của ông đã trải qua những gì? Thì hãy cùng với Top 10 huyền bí vào khám phá qua video 8 sự thật bí ẩn và điên rồ về Vladimir Putin mà bạn chưa từng biết đến. Những lần ám sát thất bại thê thảm. Các bạn có biết ở phương Tây có hội chứng mang tên sợ Putin? Nga có quân đội lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, được trang bị vũ khí hạt nhân, trang thiết bị tối tân nhất. Putin cũng được đánh giá là người cực kỳ tham vọng, mong muốn mở rộng lãnh thổ và tăng cường vị thế chiếm lĩnh. Vì thế mới sinh ra các cuộc ám sát đầy nguy hiểm. Chẳng hạn như vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy tháng 11 năm 1963 hay Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi thiệt mạng bởi chính vệ sĩ của mình. Trong đó, ông Hoàng trong làng né ám sát, vinh danh Tổng thống Pháp Charles de Gaulle, được mệnh danh là chính khách thỏa hiệp với mưu sát bởi ông đã trải qua hơn 30 vụ ám sát lớn nhỏ. Về phần ông Putin, vụ mưu sát đầu tiên diễn ra trong lúc ông đến dự lễ tang Anatoly Sobchak tại thành phố St. Petersburg vào ngày 24 tháng 2 năm 2000. Lần thứ hai cũng năm đó khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức các chủ tịch hội công nghiệp than. Theo kế hoạch, sẽ có 4 phần tử phản động người Chechnya và nhiều kẻ có quốc tịch khác từ các quốc gia Trung Đông tham gia. Tất cả chúng đều xa lưới an ninh Nga trong tiến trình điều tra sau đó. Vụ thứ 3 vào năm 2002 có 40kg thuốc nổ chứa trong 3 hộp kim loại được chôn gần khu vực xa lộ Rublevo-Uspenskoy, nơi nhà lãnh đạo Nga sẽ đi qua. Con đường bị đóng suốt hơn 2 giờ và đoàn xe hộ tống Tổng thống Putin buộc phải đi đường vòng sang một xa lộ khác. Tới vụ thứ 4 vào năm 2003, thiết bị nổ được giấu trong chiếc túi đặt dưới một cây cầu bắc ngang qua đường trên xa lộ, nối thành phố St. Petersburg và Pskov. May là kịp phát hiện trước khi Tổng thống đi qua. Nói chung có ít nhất 6 vụ mưu sát nhắm vào Tổng thống Putin, đó là chưa kể những vụ tai nạn không phải ngẫu nhiên. Nhiều phần tử khủng bố còn kêu gọi tấn công Vladimir Putin, hứa thưởng 20 triệu USD, tức là hơn 500 tỷ đồng cho bất kỳ ai giúp bắt sống ông. Vậy thì lực lượng vệ sĩ và độ trang bị mỗi khi Tổng thống Nga di chuyển kinh khủng đến mức nào? Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo. Lá chắn sống 4 lớp của Tổng thống Putin. Có thể bạn không biết, nhưng nhiệm vụ bảo vệ chính cho Tổng thống Vladimir Putin được giao phó cho Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga FSO, là một cơ quan an ninh quyền lực và bí mật nhất nước Nga, ít có thông tin nào lọt được ra ngoài. FSO hiện có khoảng 20.000 cho đến 30.000 đặc vụ mặc đồng phục và vài nghìn nhân sự mặc thường phục. 4 lớp bảo vệ mà mình muốn nói tới bao gồm: lớp đầu tiên là các đặc vụ đóng vai trò lá chắn thép di động cho Tổng thống. Lớp thứ hai là những đặc vụ mặc thường phục trà trộn trong đám đông. Họ có nhiệm vụ phát hiện những đối tượng khả nghi có thể tàng trữ vũ khí. Lớp thứ ba bao quanh đám đông để ngăn chặn bất cứ đối tượng khả nghi nào tiếp cận nguyên thủ. Lớp thứ tư là nhóm xạ thủ bắn tỉa ẩn mình trên các tòa nhà cao tầng để sẵn sàng ngăn chặn các mối đe dọa sự an nguy của Tổng thống. Trên thực tế, mỗi lần xuất hiện công khai, ông Putin luôn được 12 vệ sĩ có vũ trang vây quanh. Đi xa tới nước ngoài thì có hàng trăm vệ sĩ giám sát mọi hoạt động của ông suốt cả hành trình. Chưa kể đoàn xe của vị Tổng thống thường bao gồm 5 đến 7 xe bọc thép đặc biệt trang bị công nghệ chống đạn và 3 đến 4 xe ô tô tuần tra trên đường cao tốc. Nòng cốt nhất là hội vệ sĩ cao to, không đen, không hôi của ông Putin. Họ được nổ súng để tiêu diệt những kẻ có ý đồ làm hại Putin với loại súng Gyoza 9mm có thể chứa 18 viên đạn và khả năng xuyên thủng áo giáp chống đạn trong phạm vi 50m. Ngoài ra, các vệ sĩ này còn di chuyển trên chiếc xe Jeep được trang bị súng máy AK-47, AKS-74U và súng bắn tỉa Dragunov. Đến cả súng máy cỡ lớn RPK, súng phóng lựu và tên lửa vác vai cũng được họ dùng không trượt phát nào. Tuy nhiên, không dễ để trở thành vệ sĩ của Tổng thống Nga. Đầu tiên là người ấy phải không quá 35 tuổi, tiếp tới là phải cao từ 1m75 cho tới 1m9, nặng từ 75 đến 90kg. Thể lực nói chung là hoàn con nhà bà Hảo, ưu tiên người có kinh nghiệm quân sự. Đặc biệt là không thích tuyển dụng các cựu cảnh sát vì họ thường có tâm lý bắn súng cảnh báo, bắt giữ nghi can. Ngược lại, nhiệm vụ chính của các vệ sĩ là bảo vệ tính mạng Tổng thống Putin bằng mọi giá dù có phải giết người.
Theo như mình hóng được thì lương của các vệ sĩ vào khoảng 100 đến 130 triệu đồng một tháng. Lương thì cao nhưng mà công việc áp lực nên họ cũng nghỉ liên tục ấy mà. Ngoài phụ trách bảo vệ tổng thống thì FSO là cơ quan an ninh toàn năng. Các nhân viên FSO có quyền tiến hành hoạt động điều tra, nghe lén, khám xét thư tín, bắt giữ công dân. Cứ 12 con đường ở thủ đô Moscow thì có một con đường nằm dưới sự kiểm soát của FSO, nắm hết thông tin của cư dân hay bất cứ ai sống ở những khu vực đó. FSO cũng thực hiện nhiều dự án thăm dò xã hội và trao dữ liệu này cho cấp lãnh đạo cao nhất của Nga. Người ta tin rằng Tổng thống Putin, Hội đồng An ninh và Chính phủ Nga dựa vào những thông tin do FSO thu thập để đưa ra một số quyết định. Bảo vệ khỏi bị ám sát thì được, chứ trời cũng không bảo vệ nổi ông khỏi tin đồn có các bóng hồng xung quanh. Những người tình tin đồn của Tổng thống. Bạn có biết Tổng thống Nga Vladimir Putin là người đàn ông độc thân hấp dẫn nhất nước Nga, luôn được phủ kín bởi hàng loạt tin đồn tình cảm với các bóng hồng sau khi ly hôn cựu đệ nhất phu nhân Lyudmila Putina với hơn 30 năm chung chăn gối. Nói không phải bốc phét chứ, báo The Moscow Times đã công bố kết quả khảo sát rằng ông Putin được bình chọn là người đàn ông đẹp trai nhất, hấp dẫn nhất nước Nga, bỏ xa nhiều nam diễn viên lúc đó. Gương mặt vàng dính drama nhiều nhất là Alina Khabaeva. Vào năm 2008, tờ Moskovsky Correspondent đưa tin ông Putin đã bí mật ly dị vợ để chuẩn bị kết hôn với cô. Cái kết, tờ báo này đã phải cải chính và đóng cửa sau khi lãnh đạo Nga giận dữ lên án những kẻ thích nhúng mũi vào cuộc sống của người khác. Tuy nhiên, tin đồn đẩy lên cao trào khi trong cuộc họp báo lớn thường niên tổ chức vào ngày 18 tháng 12 năm 2014, Tổng thống Nga thừa nhận rằng ông đang yêu và được yêu. Ngoài Khabaeva, Yana Lapikova cũng dính đạn lúc đang là một người mẫu 25 tuổi gợi cảm. Khi đó, ông Putin 59 tuổi vẫn còn yên bề gia thất. Mọi chuyện bắt đầu khi cô được ông Putin chọn là nhiếp ảnh gia cho riêng mình trong mọi sự kiện, từ các phiên họp chính phủ đến những cuộc gặp gỡ và tiếp kiến. Người tình số 3 là cựu điệp viên Anna Chapman, được mệnh danh là quả bom sex trong lĩnh vực giải trí Nga. Cô là người mẫu ảnh của một tạp chí dành cho nam giới, dẫn chương trình truyền hình và là gương mặt đại diện cho ngân hàng Nga Fondsvestbank, còn ra mắt bộ sưu tập thời trang nữa. Nhìn chung toàn là các người đẹp nóng bỏng và thành công. Phía nhà trai thì không thừa nhận, nhà gái thì không lên tiếng, nên cũng không rõ thực hư thế nào các bạn ạ. Và mình nghĩ rằng ông Putin có nhiều bóng hồng vây quanh vì một lý do đặc biệt nữa. Võ công đỉnh cao. Tại sao lại bảo Tổng thống Nga Putin là đệ nhất cao thủ judo, karate, taekwondo? Không giống các vị tổng thống khác như ở Triều Tiên hay Mỹ, ông Putin ở một đẳng cấp gì đó rất khác bọt. Nhìn ngay vào thân hình thì bạn cũng thấy vóc dáng của ông Putin cũng thon gọn hơn nhiều so với Kim Jong-un hay Donald Trump. Trên thực tế, năm 2012, Putin đã được nhận đai đen bát đẳng judo. Năm 2013, lấy đai cửu đẳng taekwondo thuộc hàng cao nhất của môn võ taekwondo, hơn cả cao thủ lừng danh của Mỹ Chuck Norris. Ở Việt Nam, có một võ sư duy nhất tên là Trương Ngọc Đẻ đã đạt cửu đẳng taekwondo của Kukiwon. Sang tới năm 2014, Putin được trao bát đẳng huyền đai karate của lưu phái Kyokushin. Đây cũng là một trong những hệ phái mạnh nhất của karate. Thậm chí, ông Putin còn giỏi võ tay không sambo của Nga. Đúng là muốn tận hưởng cảm giác vật ngã tổng thống thì đâu phải dễ. Hiện tại, Putin là chủ tịch của Yawara Dojo, võ đường tại Saint Petersburg, nơi ông từng tập luyện thời trẻ. Một lần, tổng thống đã bị thương ở ngón tay bên bàn tay phải trong lúc đấu tập judo với vận động viên Beslan Mudranov, nhà vô địch Olympic năm 2016. Nhưng sau khi được băng bó vết thương, nhà lãnh đạo lại tiếp tục. Nhà báo Mỹ thậm chí còn đòi thách đấu với ông Putin vì nghĩ người khác chỉ cố bị thua trước Putin, làm gì có ai dám làm thương tổng thống. Bạn nghĩ sao về điều này? Ngoài ra, Putin còn rất thích bơi lội, cưỡi ngựa, chứ không phải là cưỡi gấu như này đâu nhá. Năm 2018, ông được nhìn thấy chơi bóng cùng với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino ngay trong căn phòng của Điện Kremlin. Nói về võ công ấy, thì Kim Jong-un không biết nên Nga đã tặng siêu xe làm món quà giao lưu. Tổng thống Nga tặng Rolls-Royce phiên bản Nga cho lãnh đạo Triều Tiên. Mọi tin đồn rạn nứt tình cảm hay là lườm nhau cháy mặt rồi việc nâng ly lên, hạ ly xuống đều vô nghĩa trước màn tặng quà này. Thật vinh dự khi ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên nhận được quà tặng
là xe Aurus của Nga. Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao được nhìn thấy từng sử dụng loại xe này, bao gồm Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nahyan, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Được biết, Nga và Triều Tiên thường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Triều Tiên cung cấp đạn pháo, rocket và tên lửa vác vai cho Nga. Nga trả lại cái xe làm quà. Hai người này càng thân thì bên lo lắng có lẽ là Mỹ. Đây này, Tổng thống Vladimir Putin còn lái xe Aurus hạng sang do Nga sản xuất chở Chủ tịch Kim Jong-un đi dạo ở thủ đô Bình Nhưỡng trong chuyến thăm của ông Putin tới nước này hồi tháng 6 vừa qua nữa. Dù vậy, món quà này có thể vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cấm cung cấp hàng hóa xa xỉ, trong đó có ô tô, cho Triều Tiên. Các bạn lưu ý là xe này không phải dạng vừa đâu. Aurus, chiếc xe được mệnh danh là vàng của nước Nga, có giá 336.000 USD, tức là 8,2 tỷ đồng. Xe dài khoảng 6,7 mét, nặng 6,5 tấn. Lốp xe được gia cố bằng thép để ngăn tình trạng bị xịt hơi. Ghế ngồi trên xe được cho là có tính năng đặc biệt, giúp chúng dịch chuyển vào vị trí an toàn nhất khi xảy ra va chạm. Quả không hổ danh là xe của Tổng thống, Aurus vẫn có thể sống sót trong trường hợp bị tấn công bằng súng đạn và nổ bom mìn. Nhưng đó chưa phải là xe xịn nhất. Siêu xe bọc thép gần 7.000 tỷ đồng của Putin mang tên Senat mới là đỉnh của chóp, có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng chưa đến 6 giây, đóng chặt cửa khi bị tấn công hóa học hay có thể chìm hoàn toàn trong nước và hoạt động như một chiếc tàu ngầm. Tất nhiên là trang bị cả vũ khí gắn ở cửa xe nữa. Mọi người tự hỏi tại sao Tổng thống lại cởi mở gần gũi thế? Thì chúng ta hãy cùng xem hành trình từ cậu bé nghèo đến người quyền lực nhất nhì thế giới nhé! Hành trình từ cậu bé nghèo tới ông chủ điện Kremlin. Không như các vị tổng thống có người trải thảm đỏ dọn sẵn đường đi, ông Putin xuất thân nghèo khó phải cố gắng lắm mới được vị trí như bây giờ. Putin sinh năm 1952, trong gia đình có bố làm thợ cơ khí, còn mẹ cũng chỉ làm các công việc chân tay như lao công, công nhân hay nhân viên dọn dẹp. Họ sống trong một căn hộ tập thể cũ kỹ, ảm đạm với mức sống bình dân, phải chia sẻ chiếc bếp gas và bồn rửa ở ngoài hành lang với hai gia đình khác. Lớn lên, ông Putin theo học tại St. Petersburg, tuy không xuất sắc nhưng lại giỏi các môn võ. Nói tới đây mình lại nhớ, có người bảo những ai học giỏi thường kém thể dục lắm, các bạn thấy có đúng không? Sau khi kết thúc quãng thời gian học đại học, ông Putin trở thành điệp viên thuộc Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô, KGB. Khi Liên Xô sụp đổ thì chuyển sang làm việc trong chính quyền thành phố St. Petersburg, trở thành cánh tay phải của thị trưởng. Tháng 8 năm 1999, Tổng thống Nga, khi đó là Boris Yeltsin, đã chọn Putin làm thủ tướng thay thế cho ông Sergei Stepashin. Đến ngày 31 tháng 12 năm 1999, Tổng thống Boris Yeltsin tuyên bố từ chức và chỉ định vị thủ tướng trẻ Vladimir Putin làm người kế nhiệm. Sau hơn 2 thập kỷ, ông Putin vẫn luôn vững vàng ở đỉnh cao quyền lực dù trải qua nhiều sóng gió, thử thách khắc nghiệt. Những cục cưng của Tổng thống Putin. Tổng thống Nga Vladimir Putin lâu nay vẫn nổi tiếng là người rất yêu thích loài vật, nhất là chó. Biết được sở thích của ông Putin, nhiều quốc gia trên thế giới đã gửi tặng quà cho nhà lãnh đạo những giống chó quý hiếm. Điển hình là Vernie được Tổng thống Turkmenistan tặng cho ông Putin vào năm 2017, nhân dịp sinh nhật lần thứ 65. Khi thấy đối phương xách con chó lên, thì ông Putin thể hiện rõ sự lo lắng, nhanh chóng ôm lấy và hôn nó. Được biết, Vernie thuộc giống chó quý hiếm, Alabai, mạnh mẽ và rất thông minh, đặc biệt nổi tiếng về sự trung thành tuyệt đối. Ngay cả khi chủ nhân đi xa hoặc qua đời, nó vẫn sẽ chờ đợi chủ nhân trở về. Thứ hai là Connie, thuộc giống Labrador, Retriever, nằm trong top được cưng chiều nhất do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tặng và nó gắn bó với ông Putin từ năm 2001. Chú chó được đi dự các cuộc họp chính thức của chính phủ và đón nguyên thủ nước ngoài, khiến cựu thủ tướng Đức Angela Merkel có lần sợ phát khiếp. Theo như mình tìm hiểu thì bà Merkel rất sợ chó vì từng bị chó cắn vào năm 1995. Ấy thế mà Tổng thống Nga đã gọi con chó đen vào phòng khiến bà đứng hình mất 50 giây. Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng gặp trường hợp tương tự khi làm việc với nhà lãnh đạo Nga. Đáng buồn là bé đã mất năm 2014. Tới các bé cưng khác là Yume do Nhật Bản tặng ông Putin hồi năm 2012 như món quà cảm ơn vì ông đã giúp đỡ Nhật Bản trong thảm họa động đất sóng thần năm 2011. Rồi cả bé Pasha, Buffy, thật khó để biết chính xác số chó mà ông Putin sở hữu. Cho đi là còn mãi, ông Putin cũng thường tặng chó cho các em nhỏ khi nhận được thư đề nghị. Năm 2019, ông Putin gửi tặng con chó giống Labrador cho bé gái Yekaterina Papanova, 12 tuổi,
học tại trường trẻ khuyết tật. Tháng 7 năm 2015, tặng chó con giống Newfoundland cho bé gái ở Kyrgyzstan. Tới đây thì bạn có tự hỏi tại sao ông Putin luôn đắc cử làm tổng thống chặt đẹp các đối thủ khác không? Lý do Putin luôn thắng trong bầu cử Tổng thống Nga. Trước khi đi tìm lý do thì chúng ta hãy cùng nhìn lại các lần thắng đậm của ông. Vào năm 2000, với 52,94% số phiếu bầu. Năm 2004 là 71,31%. 2012, 63,6%. Và 2018, 76,69%. Gần đây nhất là vào ngày 17 tháng 3 năm 2024, Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ 5 sau khi giành 87,3% số phiếu ủng hộ. Bạn có thể thấy số phiếu bầu cứ tăng dần theo thời gian. Và điều gì đã khiến vị Tổng thống liên tiếp thắng bầu cử khiến các đối thủ bị bỏ xa không thương tiếc? Thậm chí, chuyện chưa từng có trong lịch sử, nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị đã mời ông Putin thăm cấp nhà nước tại Anh vào năm 2003. Đây là lần đầu một nhà lãnh đạo Nga lại góp mặt. Các bạn phải biết, từ năm 2000, làm tổng thống lần đầu, ông Putin đã tung ra một loạt biện pháp để củng cố quyền lực và khẳng định vị thế lãnh đạo của mình bằng cách vô hiệu hóa cách dùng tiền áp đảo chính trị của nhà tài phiệt, rồi ông cũng tái thiết lập bộ máy. Quan trọng hơn cả, 88% các cử tri có độ tuổi từ 18 đến 24 chứng kiến những thời khắc khó khăn và sự vươn lên của nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin. Cụ thể, nhịp độ tăng trưởng luôn từ 6 đến 10%, đưa Nga từ vị trí 14 lên vị trí thứ 5 thế giới. Đến năm 2023, trong điều kiện bị Mỹ và phương Tây áp đặt tới 17.000 biện pháp cấm vận, nền kinh tế Nga tiếp tục phát triển và đã trở thành nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu. Nợ công cũng giảm gần 30 lần. Năm 2023, nợ nước ngoài của Nga cũng chỉ ở mức 14,9%, thấp hơn nhiều của Mỹ là 97%. Thu nhập của dân Nga cũng tăng cao. Thấy nước mình đi lên thì ai chả biết ơn đúng không các bạn? Cuối cùng là do đối thủ không đủ tầm. Có thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny, người được coi là đối thủ mạnh nhất của Putin, đã bị cấm tham gia tranh cử vì từng bị kết tội biển thủ. Một thủ lĩnh đối lập khác là cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov bị ám sát trên đường phố Moscow vào tháng 2 năm 2015. Còn những người khác thì nhẹ cân quá, chỉ chiếm 30% tổng số phiếu, còn lại thuộc về Putin. Cứ như thế, Putin đường hoàng ngồi vào vị trí không ai ngồi được. Video của ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã đón xem video tới giây phút này. Đừng quên cho Top 10 Huyền Bí một like và một nút subscribe nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye!